Xin phép chào chú. Dạ. Chào em gái. Dạ. Chú có thể giới thiệu chú tên là gì? À, chú tên Dũng. Chú Dũng ha. Dạ. Chú Dũng là quê quán ở đâu đây? Quê Sóc Trăng chú. Sóc Trăng. Hôm nay chú về đây cùng với ai đây? Cùng với con gái. Vậy là hai ba con là mới từ Sóc Trăng. Dạ. Lên Bình Dương. Dạ. Hai cha con là đi hồi nào đây? Đi hồi 6 giờ sáng chú. Mình đi từ ngày hôm qua cơ hả? Ờ. Mình bắt xe lên bến xe Bình cũng Dương. Như là chú lên đi làm. À. Chú ở Bình Mỹ á. Rồi con cái nó vậy chú qua đi kiếm con. Dạ. Con giúp chú. Vậy là hôm nay chú cùng với con gái về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương là đi tìm con. Dạ. Con gái của chú họ tên đầy đủ là gì? À, Sơn Thị Lê. Sơn. Sơn Thị Lê. Sơn Thị Lê. Dạ. Mình là người dân tộc Khmer phải dân không? Dân tộc Khmer. Dạ. Con gái của chú là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nó năm nay 18 tuổi rồi chứ. 18 tuổi. Bỏ đi lâu chưa? Nó bỏ đi bữa thứ năm á. Thứ năm. Thứ năm hôm nay là chủ nhật. Bữa nay chủ nhật. 5 6 7 chủ nhật vậy là 4 ngày rồi hả? 4 ngày. Vậy là hôm mùng 10 Tây. 10 Tây. Hôm nay là ngày 14 rồi. Đi là đi tại tỉnh nào chú? Đi xã Bình Mỹ. Tỉnh nào ạ? Tỉnh Bình Dương. Bình Dương mình đúng không? Huyện Bắc Tân Nguyên á. Dạ. Gia đình nhà mình sinh sống và làm việc tại Bình Dương lâu chưa? Cũng như là 4-5 năm rồi chú. 4-5 năm. Lý do vì sao con gái nhà mình bỏ nhà đi? Cũng như là nó đi làm á, nó theo bạn bè, rồi nó không vô làm. Rồi cũng như người ta học cho mẹ nó nghe. Rồi nó chiều nó về, cũng như nó đi theo bạn bè đi chơi á, tới giấc chiều nó về rồi mẹ nó tức giận chửi nó, rồi cũng như chỉ đạo nó, cũng như là dạy cho nó biết sai biết tội gì đó. Dạ. Rồi quánh cũng như hết dài roi vậy á, nó tức giận nó đi ra luôn, nó đi mắt luôn. Là bỏ đi luôn. Nó bỏ đi luôn. Trời đất ơi. Đi là có mang theo thứ gì đi không chú? Nó không có mang gì hết. Chỉ một bộ quần áo rồi trong mình rồi cái điện thoại thôi. Có viết thư từ nhắn gửi gì không? Không luôn. Nó đi từ đó tới giờ là chú liên lạc không được luôn á. Vậy là lý do chính là đi làm nhưng mà không có làm, đi theo bạn bè chơi. Đúng rồi. Rồi sau đó về bị mẹ la dày và tác động tay chân. Vâng. Nên mà giận mẹ bỏ đi. Giận mẹ bỏ đi. Con gái nhà mình có ngoan không? Cũng ngoan lắm. Ngoan khô, hiền khô hả? Nó ngoan lắm. Con gái nhà mình 18 tuổi rồi hả? 18 tuổi. Có người yêu chưa? Có rồi. Có một bạn trai nào có lâu chưa chú? Có cũng mấy năm á. Mấy năm này, 5-6 năm á. Ồ, 5-6 năm rồi hả? Rồi mình cũng nghĩ nó còn hơi khờ. Tính năm nay là sắp đặt cho nó nè. Tính năm nay là đám cưới cho nó, hai đứa nhỏ đó. Dạ. Tại sao nó xảy ra chuyện đó đó. Vậy là con gái nhà mình thường thường mà đi làm không đi làm, đi chơi là đi chơi với ai đây? Cũng như bạn bè nó mình đâu có biết được đâu. Có phải đi chơi với người yêu không? Không có. Không phải đi chơi với bạn gái không à. Chơi với bạn gái đó. Uống kêu nó đi uống cà phê cà pháo này kia nọ đó. Con gái nhà mình là làm cụ thể là công việc gì? Làm công ty gỗ. Công ty gỗ. Làm một ngày mấy tiếng đây? Một ngày 12 tiếng. 10 tiếng. Ồ làm tăng ca 8 giờ. Làm tăng ca dữ vậy hả? Dạ. Công việc có cực khổ không chú? Công việc cực lắm. Công việc kia mình tính mình theo nó cực lắm thôi. Làm vậy là tiền bạc lương là có đưa hết cho ba mẹ em? Có. Đưa chỉ có tháng này là không. Còn thôi. Đối với tháng này nó không có lấy được, nó mất cái thẻ, nó không có lấy được. Nó gạt mất cái thẻ. Con gái nhà mình nói là mất thẻ hả? Vậy là con gái nhà mình thường thường á, mà trước khi chưa xảy ra cái sự việc như vậy á, là đi làm rồi về nhà là có hay đi chơi không? Không, nó không đi đâu hết á. Chỉ có cái thời gian gần đây. Nó muốn đi á thì nó xin cũng như bạn gái nó lại rủ đi uống cà phê trà sữa này kia nọ, nó cũng có xin phép mẹ nó mẹ ơi con xin đi uống cà phê với bạn chút. Rồi mẹ nó suy nghĩ không lẽ bạn lại rủ đi uống cà phê mình không cho đi cũng tội nghiệp con. Dạ. Rồi nó cho con đi có 2 lần thôi mà bị vậy luôn. Vậy là chỉ có thời gian gần đây mới xảy ra vấn đề như vậy luôn. Mới xảy ra vấn đề đó. Con nhà mình là thường thường là trong gia đình cái thời gian gần đây cái tính tình con nhà mình có thay đổi không? Không có thay đổi. Có dấu hiệu gì bất thường không? Không có. Nó rất là bình thường. Nó rất là không bình có thường nghi ngờ cái gì hết trơn á. Là mình không nghi ngờ cái gì. Còn người yêu của con nhà mình là ở đâu? Cũng quê luôn. Sóc Trăng. Có gần gần đó không? Gần chỗ ở trọ không? Xa. Xa. Mình có hỏi người yêu chưa?
hỏi rồi thì nó biết sao giờ. Nó nhắn tin, nó gọi điện, nó cũng không trả lời. Người yêu gọi điện cho bé này cũng không trả lời luôn hả? Không trả lời luôn. Trời đất ơi. Khổ ha. Vậy là mấy ngày nay chú đi tìm con ở đâu rồi? Đi tìm khắp nơi hết mà tìm khắp không thấy. Trong mấy cái huyện của Bình Mỹ, xã Bình Mỹ không em thấy. Kiếm vậy thôi, em nhà chỗ nào chú cũng vô kiếm hết trơn mà kiếm không. Vậy lý do chính là giận mẹ. Giận mẹ. Rất giận nên mới bỏ nhà đi. Mới bỏ nhà. Mẹ là hôm đấy là mẹ chửi luôn hả? Chửi mẹ đánh. Cũng như chửi rồi dạy cho con tốt á. Mấy con sợ con này kia nọ đi. Mẹ cũng hay thường rồi la nó, mắng nó rồi đánh nó biết bao lần mà nó cũng đâu có dám bỏ đi. Chỉ có lần này là nó vậy. Ôi trời, đó là 18 tuổi rồi mà mẹ vẫn hay thường la mắng lắm hả? Tại vì mẹ cứ muốn tốt cho con thì mẹ mà chửi là kêu lại chứ phải là đuổi đi đâu. Cũng tức không nói được thì dạy nó không được thì cứ bà tức quá bà cứ chửi nó vậy thôi chứ cũng thương nó lắm, đâu phải ghét nó đâu. Hôm đó đánh là dùng cái gì đánh? Mẹ lấy chổi đánh. Đánh mấy chổi luôn hả? Lúc đó tụi em cũng không có nhà đâu. Em có cũng đi nhà làm đâu. Ba em cũng đi làm có nhà đâu. Chú là được mấy người con đây? 5 đứa. Em này là con thứ mấy? Em là hai. Còn em trong hình nè. Này là thứ năm. Úc hả? Thứ năm. Còn một đứa em trai Úc nữa. Tại vì hai đứa nó sinh đôi. Sinh đôi. À, sinh đôi. Vậy là gia đình nhà mình là ở 7 thành viên trong gia đình hết hả? Em thì có gia đình em ra rồi. À, ở riêng rồi ha. Dạ. Cái thằng thứ tư cũng có gia đình rồi, chỉ có thằng thứ ba là chưa có gia đình nhưng mà nó làm ở bên Đồng Nai. À, vậy là gia đình nhà mình là ở là gồm những ai chú? Ba em, mẹ, với hai đứa nó thôi. Hai đứa nó. Hai đứa sinh đôi. Vậy là bà xã của chú là thường xuyên la dày. Cái tính của bà xã chú như thế nào? Tính hơi nóng vậy á. Nóng, nóng con, thì lên rồi, con rồi tất nhiên là chửi xong thôi, xong rồi xong chứ nó không có ế gì đâu. Thương con lại nữa. Nhưng khổ thật, bởi vì là bé nó 18 tuổi rồi. Mình la, mình hạn chế đấy đi. Thì em cứ la mẹ hoài, nói có gì mẹ từ từ nói đi chứ đừng có đánh. Đúng rồi, bởi vì bây giờ bé 18 tuổi rồi mà đâu phải còn đứa nhỏ 12, 13 tuổi đâu. Bây giờ chú cũng như qua đi cũng nhờ Mạnh Thường Quân rồi. Chú nói chuyện lớn lên nào chú. Cũng như là chú qua đây á, cũng nhờ Mạnh Thường Quân rồi các chú á, thì dùng kiếm cho chú thấy. Nếu mà có thấy người á, thì chú dùng liên lạc với chú. Chú hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con gái nhà mình. Hy vọng con gái nhà mình xem được video này, hãy hiểu cho cha mẹ và sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình đi chú. Chú nói đi. Rồi cũng như là Lê con á, thì con đã thấy cha đi tìm kiếm con rồi đó. Con suy nghĩ con phải về với cha con, tại vì cha nhớ con lắm. Cái cha đâu có làm khổ gì tới con, cha không có đâu. Ý cha thương con lắm, con quy về với cha đi con. Nếu mà con đi mát rồi, cha biết làm sao giờ. Chắc cha mang bệnh thêm nữa con quy về với cha đi. Khổ thật sự. Đừng cho cha lo tới con ơi. Cha mẹ ai cũng muốn tốt cho con, đúng không ạ? Thương con vô điều kiện. Thương con lắm. Cũng có thể là bà xã của chú là cũng rất thương con, nhưng mà bà rất thương, không phải ghét gì đâu. Đôi khi con không hiểu ha. Đôi khi bà nó là bà buồn á, nói nó không nghe, cứ bà đánh thôi. Nhưng mà mong sao thì như thế này, dù gì bây giờ bé nó cũng lớn, là 18 tuổi rồi, trưởng thành rồi, có quyền công dân rồi. Nên mà mong rằng là bà xã sau khi mà con gái mình về thì chú cũng về phải góp ý với bà xã. Phải kiềm chế lại. Thứ nhất là con nó sai trái chỗ nào thì mình nói lời nói thôi, đừng có la chửi, đó là thứ nhất. Thứ hai là đừng có tác động tay chân. Chú nha. Về chú cứ nói hoài nó, mẹ mày ơi, con cái nó sai trái thì mình chỉ dạy cái miệng thôi chứ đừng có quánh nó lớn rồi. Quánh nó nhiều khi nó tức giận, nó làm này làm kia mình. Đúng rồi. Mình nữa. Rồi bà nói bà tức quá. Nó lì, nó cũng có cái lì, nó lì lắm, nói nhưng mà nó có chút lì, nói chung đi, chút lì. Rồi chị gái nói chuyện với em gái đi. Em chị đi làm, ban ngày chị đi làm mà tối về chị cũng phải chạy đồn chạy đảo đi kiếm em đó. Em ở đâu thì em về đi, đừng có làm cha mẹ buồn nữa, cả nhà nó mất ăn mất ngủ với em, về đi. Không có ai làm gì em đâu. Mình có nhà, có ba mẹ chờ em mà. Cần phải đi bỏ nhà vậy không? Chị cũng mong em về mau.
Hy vọng rằng là em gái em xem được video này, thấy ba của em cũng như chị gái của em về đây nhờ các anh các chú đội hiệp sĩ của Thanh Hải Bình Dương đi tìm em. Thì mong rằng em đang ở đâu đó hãy sớm qua trở về để đoàn tụ với gia đình. Tới giờ phút này mà em vẫn chưa nguôi ngoai cái cơn giận, em chưa về được, thì em cũng phải gọi điện về em báo tin cho cha, cho mẹ, cho chị biết để gia đình yên tâm, đỡ lo lắng. Bởi vì từ bữa em đi cho tới nay thì tất cả mọi người trong gia đình đều mất ăn mất ngủ, thậm chí là bỏ hết công ăn việc làm, chạy đôn chạy đáo để đi tìm em khắp nơi. Về đây cha rưng rưng nước mắt, chị cũng rưng rưng nước mắt để đi tìm em. Thì mong rằng là em 18 tuổi rồi, em đủ hiểu rồi, em cảm nhận được cái tình yêu thương của gia đình dành cho em như thế nào rồi. Thì mong rằng em đang ở đâu đó em phải sớm quay trở về để mà đoàn tụ với gia đình. Còn mẹ, vì mẹ thương, đôi khi là mẹ tức giận nóng nảy quá thì mẹ có thể là mẹ tác động tay chân tới em cũng như la dạy em, thì mong rằng em là con thì em cũng hiểu cho mẹ. Nhưng mà sau cái sự việc này thì chắc chắn rằng mẹ sẽ thay đổi, mẹ sẽ không la dạy hay là đánh gì em nữa. Nên mong rằng là em gái đang ở đâu đó hãy nghĩ tới công ơn sinh thành mà thương cha, thương mẹ, thương gia đình, thương người thân để mà sớm quay trở về. Bởi vì gia đình nhà mình cũng xuất phát từ quê để mà lên Bình Dương để lập nghiệp, để kiếm tiền, mưu sinh cuộc sống. Thì mong rằng là gia đình phải yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau để mà làm có sức, có động lực để mà làm việc kiếm tiền để lo cho gia đình. Thì mong rằng là em gái hãy hiểu, hãy suy nghĩ là để mà quay trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Bởi vì bản thân em là con gái mà em đi ra ngoài thật sự 4 ngày nay rồi, gia đình không có tin tức gì, rất lo cho em. Không biết em ăn uống ra sao, ở đâu như thế nào, và thậm chí rằng em đi ra bên ngoài bạn bè em sẽ ra sao đây. Đặc biệt em rất dễ thương, rất xinh xắn, rất dễ bị sập bẫy của những đối tượng xấu. Có thể là trong cái thời gian này những cái đối tượng đó sẽ tác động tới em để rồi cho em phải sa ngã vào những cái con đường mà những con đường đó là những con đường mà vi phạm pháp luật. Nên mong rằng em gái hãy suy nghĩ lại và sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm kiếm cái thông tin cũng như là khuyên em gái sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Sự việc của chú cũng như là của em gái thì anh em đã ghi nhận. Thì hôm nay chú cùng với lại con gái về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con gái. Hai cha con có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Dạ. Đồng ý hả? Chỉ cần em tìm được nó thôi. Chỉ cần mạnh đồng mạng, có thấy đâu rồi chỉ. Mong rằng là chú về tâm sự với cô đi nhá. Mình phải kiềm chế lại, dù gì con bây giờ nó lớn rồi, nó không phải là một đứa nhỏ nữa đâu nhá. Mình làm cái gì làm thì mình cũng bớt cái tính nóng lại ha. Dạ rồi, cuối video thì chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con gái chú sẽ quay trở về trong nay mai nhá. Xin phép chào hai cha con. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.